Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ môi trường đã và đang là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Thời gian qua, phát huy vai trò của tổ chức, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Chợ Mới đã tích cực triển khai, phát động nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa với nhiều mô hình mang tính khả thi, hiệu quả, thiết thực, qua đó góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp, nâng cao ý thức trách nhiệm của hội viên trong việc giữ gìn môi trường sống. Thay vì sử dụng túi ni lông đựng thực phẩm đi chợ, bà Phạm Thị Hằng, hội viên phụ nữ ấp Long Hưng, xã Long Giang chuyển qua dùng giỏ sách. Thói quen mới của bà Hằng cũng như các chị em nơi đây được hình thành từ khi tham gia mô hình tổ phụ nữ sử dụng giỏ sách đi chợ do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã vận động thành lập. Tiện cho mấy người bán khỏi tốn bọt. Người nào nấy ta cũng mừng ra mời xách giỏ đi chợ dài đó. Mô hình tổ phụ nữ sử dụng giỏ sách đi chợ được xem là việc làm hữu hiệu trong việc thay đổi nhận thức, thói quen, hạn chế dùng túi ni lông khó phân hủy mà Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Giang đang hướng đến và dự định nhân rộng ra các chi hội phụ nữ toàn địa bàn xã. Rộng hơn là khuyến khích người dân sử dụng giỏ đi chợ, sử dụng các loại túi, giấy báo, dễ phân hủy, thân thiện với môi trường. Nhằm cái mục đích là thay đổi dần cái ý thức của chị em phụ nữ là hạn chế sử dụng túi ni lông. Tại vì túi ni lông hiện nay thì sau khi sử dụng thì vứt ra thì nó rất là khó phân hủy, thì nó ảnh hưởng đến môi trường sống. Thì cho nên là ở hội phụ nữ cũng mong muốn là các chị em hội viên phụ nữ là sau khi cái tham gia mô hình này thì mấy chị sẽ tuyên truyền rộng rãi thêm để nhiều chị em phụ nữ cùng nhau hưởng ứng để sử dụng giỏ sách đi chợ thay cho túi ni lông, cũng nhằm cái mục đích là chúng ta góp phần bảo vệ cái sức khỏe và cũng như là bảo vệ cái môi trường để cho cái địa phương của mình nó ngày càng nó xanh sạch đẹp hơn. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Giang còn chú trọng làm đẹp đường làng, ngõ xóm, nâng chất cảnh quan nông thôn. Cụ thể, hội phát động hai đợt ra quân hưởng ứng ngày mọi người chung tay làm hạn chế rác thải nông nghiệp, thu gom 555 kg bao bì và giỏ chai các loại, tổ chức vệ sinh môi trường, làm cỏ, phát quang các đoạn đường nông thôn, duy trì tuyến đường hoa nông thôn mới tại tuyến đường đan ấp chiến lược Long Thành với chiều dài hơn 600 mét. Ra quân trồng 200 cây xanh, cây hoa các loại, tạo vẻ mỹ quan nông thôn. Qua phát động năm 2022, thì hiện nay thì các loại hoa cũng như cây nó đã khô héo. Thì năm nay thì Hội Liên hiệp Phụ nữ sẽ tiếp tục duy trì bổ sung lại, cũng như là làm thêm cái hệ thống tưới ở tại tuyến đường qua nông thôn mới ấp Long Thành, là do ở cái tuyến kinh đó nó bị khô nước, thiếu nước tưới, cho nên hiện nay các cái cây với hoa thì nó bị thiếu nước, cho nên là đang bổ sung để mà làm cái tuyến đường nước tưới và sẽ tiếp tục trồng thêm các loại hoa cũng như là hoa kèn hồng, hoa đồng hầu cũng như là hoa 10 giờ để duy trì lại cái tuyến đường. Mỗi hành động, mỗi việc làm thiết thực của chị em phụ nữ xã Long Giang đã và đang tác động tích cực, giúp chuyển biến, thay đổi nhận thức của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn môi trường sống ngày càng sạch đẹp. Từ đó cũng phát huy vai trò của người phụ nữ trong tham gia các vấn đề của cộng đồng, khẳng định vị thế của mình trong xã hội.